một sử dụng sức mạnh bên trong để thay đổi cuộc sống bên ngoài đôi khi bạn không thể thay đổi những người xung quanh mình bạn không thể thay đổi hoàn cảnh xung quanh bạn nhưng điều bạn có thể thay đổi mọi lúc mọi nơi là bên trong bản thân mình cơ thể bạn và tâm trí của bạn hãy tự xoay chuyển nó và phát triển bản thân đầu tư vào bản thân để trưởng thành như một con người hãy phát triển tất cả các kỹ năng mà bản thân mình thực sự cần thiết tất cả những điều này sẽ làm mọi người xung quanh đi theo bạn hãy bắt đầu thể hiện điều gì đó mà ngày nay mọi người không còn thấy thường xuyên và trở thành một thỏi nam châm thu hút tại sao vậy bởi vì mọi người đã quá quen với việc già đi mỗi ngày họ chỉ thấy tuổi của mình không ngừng tăng lên nhưng bây giờ họ bắt đầu thấy điều gì đó khác biệt họ thấy một thái độ sống khác biệt bạn sẽ trở thành một thỏi nam châm thu hút hãy sử dụng tâm trí mình và hãy chú tâm vào nó để biết điều gì là thực sự quan trọng đối với bạn điều gì là cần thiết và điều gì là không cần thiết trong suốt 7 ngày một tuần, chúng ta có thói quen làm mọi việc mà không quan tâm nó có quan trọng hay không. Nhưng khi bạn có sự cân bằng bên trong, bạn có sự ý thức cũng như tập trung thường xuyên để biết mình đang làm điều gì đó không quan trọng và loại bỏ chúng, bởi vì tâm trí bên trong bạn luôn có khả năng mở rộng năng lực của nó. Đừng chỉ chú tâm vào việc chăm sóc sức khỏe bản thân mà hãy chú tâm vào những phương pháp giúp tâm trí bạn hoạt động hiệu quả trong những lĩnh vực cụ thể mà bạn muốn tìm thấy chính mình trong đó chẳng hạn như tập võ tập thể dục yoga thiền có nhiều điều bạn có thể làm để rèn luyện cả sức khỏe lẫn tinh thần cho mình và mỗi người cần một thời điểm thích hợp đừng vội vàng hay nôn nóng bởi vì mọi thứ bên trong luôn nằm trong tầm tay bạn vậy tại sao chúng ta lại thất bại vào thời điểm này bởi có lẽ bạn chưa đủ thất bại để tiến tới bước tiếp theo hoặc có thể bạn chưa rút ra đủ bài học cho mình bạn chưa thực sự hiểu tâm trí mình có rất nhiều lý do khác nhau nhưng lý do lớn nhất của tất cả mọi người chúng ta hay gặp chính là chúng ta chưa biết quay vào bên trong để khai phá sức mạnh của mình cho đến khi chúng ta chuyển đổi được các trạng thái tinh thần đặt bản thân một cách có ý thức vào mọi hoạt động trong cuộc sống do đó hãy thường xuyên đầu tư vào bản thân bằng cách rèn luyện một mình trầm tĩnh và ít nói lại ít quan tâm đến những điều xung quanh chỉ tập trung vào bên trong mình để khám phá được sức mạnh phi thường đó mọi người hay có thói quen như này chúng ta sẽ học cách làm việc theo từng giai đoạn chẳng hạn khi bạn muốn phát triển một kỹ năng mới nào đó mà mình cảm thấy cần trong cuộc sống thông thường người ta thường tìm đến các phần mềm hỗ trợ hoặc bất kỳ chương trình đào tạo nào để giúp họ lên kế hoạch và lịch trình bởi vì bạn rất bận rộn chúng ta có quá nhiều việc muốn làm cùng một lúc và nó sẽ giúp bạn đo lường sự hiệu quả bạn nghĩ rằng những phương pháp hỗ trợ sẽ giúp bản thân cắt đứt với mọi cảm xúc trì hoãn không cần thiết bạn chỉ tập trung vào một mục tiêu mà mình hướng đến nhưng chúng ta đã quên mất một điều cốt yếu, một điều nền móng rằng động lực thực sự đến từ trong tâm trí bạn. Chúng ta đang quan tâm nhiều đến phần ngọn cây sẽ cao lớn như thế nào, nó hướng đi đâu và chúng ta đang chăm chỉ uống nắng nó quá mức, mà chúng ta quên mất phần gốc rễ của mình, nó có thực sự cắm sâu vào lòng đất. Tôi không nghĩ đó là một phương pháp hiệu quả, chưa nói đến những kỹ năng bạn đang cố gắng để có được, chỉ giúp bạn giải quyết một vấn đề nào đó. Nhưng chúng ta đang nói đến phương pháp để bạn rèn luyện lên con người phi thường của mình nó sẽ không giúp bạn đi tới đâu nếu bạn chia nhỏ sự chú tâm và thời gian của mình bởi vì khi bạn chia nhỏ từng việc một lúc bạn thực hiện kỹ năng này lúc khác bạn lại thực hiện kỹ năng khác điều này khiến bạn không thể dành toàn bộ năng lượng sự tập trung vào thứ gì đó tốt hơn có quá nhiều thứ cùng một lúc khiến bạn hoạt động như một cái máy nếu bạn chỉ tập trung vào ba việc cùng lúc sẽ tốt hơn nhiều khi bạn tập trung vào mười việc cùng lúc nó không chỉ ảnh hưởng về mặt thể chất nó còn ảnh hưởng ở mặt tinh thần và năng lượng bên trong đừng đi quá nhanh hay nhảy quá nhiều việc cùng lúc nó sẽ không giúp bạn đi vào chiều sâu để tạo được sự ấn tượng lâu dài những gì bạn đang cố gắng phát triển thật nhiều thứ nó giống như việc bạn đang đi ngang và muốn để lại thật nhiều dấu chân trên mặt đất đó là công việc của loài kiến không phải con người chúng ta thường thấy đàn kiến chăm chỉ tha mồi vào tổ của nó việc bạn học thật nhiều kỹ năng cho mình chẳng khác gì loại kiến đang tha mồi vào tổ, bạn đang tha sự công nhận bên ngoài vào mình. Để có một chiều sâu đem đến cho bạn sức mạnh, bạn cần có một sự đầu tư nhất định, giống như những vị tu hành đắc đạo, họ sẽ tìm đến những nơi hoang vắng xa xôi nào đó để tu luyện, và họ chỉ rèn luyện bản thân một mình trong sự cô độc. Nhưng trong cuộc sống hiện nay, với điều kiện chúng ta còn nhiều ràng buộc, thì hãy dành thời gian cho riêng bản thân nhiều nhất có thể, xác định một hướng đi duy nhất và thứ quan trọng nhất đối với bạn chỉ tập trung toàn tâm vào nó, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời thỏa đáng cho chính mình và tạo nên những điều phi thường mà ít ai kiên nhẫn có thể làm được. Hai, Bài học từ người thầy dạy võ Phần lớn hạnh phúc hay bất hạnh được quyết định bởi cách nhìn của bạn, chứ không phải do hoàn cảnh bên ngoài. Có một cậu bé 13 tuổi tật nguyền, bị mất một cánh tay do một tai nạn xe hơi. Nhưng bởi vì quá đam mê võ thuật, đặc biệt là võ judo, đô, nên cậu đã quyết tâm tìm đến người thầy dạy võ nổi tiếng để xin theo học. Người thầy là một võ sư nổi tiếng người Nhật Bản đã về hưu, bởi thấy quyết tâm mạnh mẽ của cậu bé, nên ông đã đồng ý cho cậu theo học. Ban đầu, người thầy chỉ dạy cậu bé một thế võ duy nhất, cậu bé nghĩ rằng do bản thân mình có khuyết điểm, nên phương pháp dạy của thầy có vẻ đặc biệt hơn. Trải qua hơn 6 tháng tập luyện, cậu bé cảm thấy mình đã rất chuyên cần và nỗ lực, lúc này người thầy vẫn chỉ dạy cậu một thế võ duy nhất đó mà không có ý định dạy cậu bé thêm một thế nào khác cuối cùng vì quá tò mò cậu bé đã đến hỏi thầy của mình thưa thầy có phải vì cơ thể con có khuyết điểm nên con không thể học được những thế võ khác của thầy người thầy đã trả lời cậu bé rằng không phải đây là thế võ duy nhất ta dạy con đây cũng chính là thế võ duy nhất mà con hay bất kỳ học trò nào của ta phải học tuy không hiểu rõ hết lời thầy nhưng vì tin tưởng thầy cậu bé vẫn tiếp tục chuyên cần luyện tập cuối năm đó có một cuộc thi judo mà cậu vô cùng yêu thích cậu bé đã tới hỏi thầy mình xem có thể đến đó tham dự thử hay không người thầy đã cổ vũ cậu bé rằng chắc chắn rồi con hoàn toàn có thể đến tham dự cuộc thi trong cuộc thi cậu bé vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình dễ dàng thắng trong hai trận đấu đầu tiên vào trận thứ ba khó khăn hơn nhưng sau một hồi thi đấu cuối cùng cậu cũng nắm được cách để hạ gục đối phương cậu bé tận dụng sự mất kiên nhẫn của đối phương và khéo léo sử dụng thế võ của mình để chiến thắng, khi vẫn chưa hết ngạc nhiên vì khả năng của mình, cậu tiếp tục bước vào trận chung kết. Đối thủ lần này của cậu là một người cao lớn to khỏe, anh ta đã từng có kinh nghiệm đạt quán quân trong cuộc thi lần trước. Chỉ trong vài phút sau khi bắt đầu trận đấu, cậu bé đã liên tiếp bị trúng đòn của đối phương và bị đối phương đánh áp đảo. Kết thúc hiệp 1, thấy cậu bé bị thương nặng có vẻ không trụ nổi, trọng tài định ra lệnh kết thúc trận đấu sớm nhưng người thầy của cậu đã tới và căng ngăn cứ để cậu bé hoàn thành cuộc thi của mình giờ giải lao cậu bé được chăm sóc để lấy lại sức người thầy đã tới nói với cậu bé rằng hãy bình tĩnh và nhớ lại sự kiên nhẫn mà ta đã dạy con tập luyện ở nhà cậu lấy lại bình tĩnh và bắt đầu hiệp hai của trận đấu lần này cậu bé có vẻ bước đi từng bước chậm rãi hơn không hoảng loạn và thường xuyên né tránh đòn của đối phương như trước khi đối phương chuẩn bị ra đòn tấn công cậu bé đã uyển chuyển bước ra đằng sau ngay lập tức đối phương đã phạm phải sai lầm và mất cảnh giác cậu bé đã nhanh chóng kịp ra thế võ duy nhất của mình quật ngã đối phương và khóa chặt anh ta trên sàn một lát sau trọng tài tuyên bố cậu bé đã đoạt chức vô địch trên đường về khi cầm giải thưởng trong tay cậu bé đã nói với người thầy của mình rằng giờ con mới hiểu tại sao thầy chỉ dạy con một thế võ duy nhất bấy lâu nay con chiến thắng được ngày hôm nay bởi vì con đã luyện tập và làm chủ được thế võ hiệu quả nhất của môn võ này và một lý do khác là nhờ chỉ tập trung vào việc học một thế võ duy nhất mà con đã rèn được khả năng tập trung trong từng cú đánh ở trận chung kết cuối cùng cú đánh quyết định con chiến thắng lúc đó gần như con đã quên mất mình đang thi đấu con quên mất mình từng mất một cánh tay mà con cảm giác như đang được bay với từng thế võ giống như một người biểu diễn con đã hoàn toàn hòa mình vào làm một với môn võ thuật này trải nghiệm cuộc thi lần này cho con biết được mình đã tiến bộ đến nhường nào con vô cùng biết ơn thầy người thầy mỉm cười nói việc chiến thắng hôm nay hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân con đó là điều xứng đáng con có được nhưng đôi khi để có sức mạnh đạt được điều gì đó con cần nhìn vào bên trong bản thân nhiều hơn để hiểu thấu con người mình nếu con hiểu được năng lực chính mình con sẽ không thắc mắc tại sao mình chỉ học một thế võ duy nhất điều này có thể do từ trước đến nay bản thân con còn tự ti với cánh tay đã mất của mình đó là một trào cản lớn khiến con không nhìn thấy những điều mình đang có. Nhưng hôm nay, chúc mừng con đã tìm thấy chính mình trong môn võ thuật này. Qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng, đôi khi chúng ta hay nhìn vào những điều mình mất hơn là tập trung vào những điều mình có. Hãy tự tin vào chính mình, hiểu rõ con người của mình. Bạn có thể đạt được mọi thứ mình mong muốn và trở thành con người phi thường nhất của bản thân. Ba. Tâm bất biến trước dòng đời vạn biến, người có tâm vững vàng không bao giờ bị lạc lõng giữa cơn bão cuộc đời, bởi vì họ có năng lực thấu hiểu bản thân, làm chủ nội tâm chính mình. Họ như những ngọn đèn hy vọng, chiếu sáng cho bản thân và những người xung quanh. Sức mạnh của họ đến từ sự kiên nhẫn, kiên trì và cả sự tự tin và niềm tin vào bản thân. Tất cả những điều này không phải ngẫu nhiên mà có, nó cần đến sự tự rèn luyện mới có được. Một người biết quay vào bên trong, rèn luyện nội tâm sẽ là chìa khóa giúp họ có được năng lực thấu hiểu mọi sự vật hiện tượng xung quanh cũng như hiểu thấu được người khác từ đó họ sẽ có những quyết định sáng suốt và luôn vững vàng trước mọi nghịch cảnh xảy đến do đó người nào có khả năng rèn luyện được một nội tâm mạnh mẽ người có can đảm sống cô đơn một mình người đó sẽ luôn vững vàng trước mọi sóng gió của cuộc đời vào thời trung quốc cổ xưa khi đạo giáo còn thịnh hành các đạo sĩ của đạo giáo thường có sự tranh luận bàn cãi với các thiền sư phật giáo để so tài hơn thua với họ một lần, có một đạo sĩ đi ngang qua gặp một vị thiền sư Phật giáo đang ngồi thiền bên đường, ông ta liền lại gần tỏ thái độ muốn tranh luận hơn thua với vị thiền sư đó. Đạo sĩ nói rằng, Phật giáo của các ông thiền kiểu nào cũng không bằng giáo lý đạo giáo của chúng tôi. Bởi vì cảnh giới cao nhất của Phật giáo chỉ là nhất tâm, nhất thừa, nhất chân pháp, nhất Phật, nhất như lai, suy cho cùng nó chỉ là một. Còn đạo giáo của chúng tôi nói giáo lý gì cũng là hai, hai âm dương đối xứng, hai đạo càng khôn, thành ra mà nói hai luôn lớn hơn một, do đó đạo giáo luôn lớn hơn và mạnh hơn Phật giáo. Thiền sư Phật giáo sau khi nghe xong, liền mở mắt vờ như không hiểu và nói, thật vậy sao, hai của các ông có thể thắng hơn một của chúng tôi sao? Đạo sĩ dõng dạc nói, đúng vậy, chỉ cần ông nói một, tôi sẽ nói đạo lý hai cho ông nghe, đảm bảo ông không thể thắng được tôi. Thiền sư thấy vậy liền đứng dậy, dơ một chân lên và đứng bằng một chân, sau đó ông từ tốn nói, bây giờ tôi đang dơ một chân, Ông có thể giơ cả hai chân của ông lên đứng lâu bằng một chân của tôi không?" Đạo sĩ lúng túng không nói được lời nào, cuối cùng, đạo sĩ cũng tự biết xấu hổ với những lời nói thiếu tôn trọng của mình vừa rồi. Qua câu chuyện trên chúng ta thấy rằng, đạo sĩ có ý khinh khi những người theo Phật giáo, nhưng thiền sư chỉ lặng im không nói, không tỏ ra bức xúc hay tranh cãi lại cùng đạo sĩ. Điều này cho thấy rằng, nội tâm thiền sư không bị dao động trước mọi lời nói khen chê của người khác, tâm vững vàng như bàn thạch. Bởi vậy, một người có nội tâm mạnh mẽ sẽ biết khi nào nên im lặng khi nào nên tranh luận để đối xử với những người coi thường mình một cách khôn ngoan khéo léo khiến họ phải tôn trọng ngược lại mình bốn sức mạnh từ sự im lặng chắc hẳn trong chúng ta đều từng nghe qua câu nói im lặng là vàng nhưng chưa hẳn ai cũng biết được vì sao lại có câu nói ấy các thiền sư tu hành ở chùa ngày xưa khi đã đạt đến cảnh giới khá cao rồi thì sư phụ của họ sẽ để họ đi vân du để trải qua những gian khổ trần tục đây được xem là thử thách khó khăn nhất bởi vì ở chốn yên bình như ở chùa điều kiện tu hành đầy đủ đạt được cảnh giới cao là điều bình thường nhưng ở những điều kiện khắc nghiệt hơn chốn trần gian mà vẫn giữ được cảnh giới tu hành cao đó mới là thiền sư đắc đạo thực sự đi vân du được xem là gian khổ nhất như lửa thử vàng các thiền sư phải đối mặt với việc không nơi ăn chốn ở không người phục vụ giúp đỡ, đói khát và nguy hiểm của thú dữ, rắn độc trong rừng sâu núi vắng. Họ cũng phải đối diện với nắng gắt mưa dầm, rét buốt, tuyết sương. Họ còn phải đối diện với đủ hạng người, từ đầu trộm đuôi cướp đến vô pháp vô thiên vô thần vô đạo đức, bị sĩ vả nhục mạ cho đến hắc hủi bẩn cợt. Nhưng có những thử thách còn khó khăn hơn, đến từ các đồng môn, các tăng nhân hòa thượng ở các chùa viện mà họ muốn xin tá túc. Theo truyền thống thiền Nhật Bản ngày xưa, những tăng sĩ đi vân du khắp nơi, nếu muốn ngủ trọ qua đêm ở một ngôi chùa hay tịnh xá nào đều phải thắng cuộc tranh luận tay đôi với vị sư trụ trì ngôi chùa đó nếu không thắng được vị du tăng đó phải đi không được phép ở lại dù chỉ tá túc một đêm có một câu chuyện xảy ra ở một ngôi chùa ở phía bắc nhật bản trụ trì ngôi chùa đó là hai anh em nhà sư anh rất thông thái biện luận vô cùng thiện xảo còn sư em lại ngớ ngẩn lu khu mà lại còn chột một mắt một đêm nọ có một vị du tăng đi ngang qua muốn xin vào nghỉ tạm qua đêm nhà sư anh quá mệt mỏi vì phải làm lễ ở chùa mấy ngày trời liền nhờ sư em ra mở cửa tiếp khách và tranh luận với vị du tăng đó trước khi nhà sư em đi ra ngoài sư anh dặn sư em kỹ lưỡng rằng nhớ phải tranh luận trong im lặng nhé đừng có lên tiếng kẻo không đấu lại người ta đâu sư em lần đầu tiên được giao nhiệm vụ quan trọng này liền rất hào hứng nói anh cứ yên tâm để đó cho em một lát sau sư em vào nói với sư anh rằng vị du tăng đó muốn gặp anh vị du tăng vào vái chào sư anh và ra đi ông ấy đã bị khuất phục trước tài hùng biện của sư em và hết sức tán thán trước trí tuệ nhà sư ở nơi đây nhà sư anh nói trước khi ngài đi hãy thuật lại cuộc tranh luận cho tôi nghe thế nào du tăng trả lời rất tuyệt tôi xin bái phục bái phục trước hết tôi giơ một ngón tay lên ý chỉ tượng chưng đức phật sư đệ của ngài đưa hai ngón tay lên có nghĩa là đức phật và phật pháp tôi lại đưa ba ngón tay lên có ý nói tam bảo Phật Pháp Tăng. Sư đệ thông minh của Ngài đưa nắm tay lên chỉ vào mặt tôi có ý nói là, cả ba tam bảo đều quy về một, một là tất cả, tất cả là một. Quả là tuyệt diệu sâu xa, đại thừa lý, dốt giáo đại thừa đây. Tôi không đối lại được, nên cam lòng bái phục, đền này tôi có đói rét, không có ăn, không có chỗ trú chân ngủ. Tôi cũng cảm thấy cam lòng. Cảm ơn hai vị đã giúp tôi mở mang tầm mắt, tôi xin cáo biệt. Vị du tăng ra đi rất hề hà, như đã học được một triết lý sâu xa. Một lát sau, nhà sư em vào gặp anh, dáng điệu còn có vẻ ấm ức. Sư anh nói, chúc mừng đệ đã thắng trong cuộc tranh luận với vị Du Tăng. Sư em kể lễ với anh, thắng gì, em thấy tên Du Tăng đó thật là thô lỗ hết chỗ nói. Nếu không phải vì anh dặn em cố gắng nhẫn nại, nhã nhặn, lễ độ với khách, thì em đã cho hắn một bài học thích đáng rồi. Sư anh bình tĩnh hỏi sư em, để hãy thuật lại cho ta xem sự tình như thế nào. Sư em kể với sư anh, khi em mở cửa ra, hắn vừa thấy em chẳng nói chẳng rằng, liền đưa ngón tay lên cố ý chế giễu em chột một mắt. Em cố dặn cơn giận đáp lại hắn bằng hai ngón tay, ý khen là hắn có phước mới đầy đủ hai con mắt. Thế mà hắn còn cố ý trêu ngươi em nữa bằng cách đưa ba ngón tay lên, ý nói em và hắn ta là hai người nhưng chỉ có ba con mắt. Em bực quá, giờ nắm đấm chỉ thẳng vào mặt cho hắn biết là, này vừa phải thôi nhé, kẻo ăn đấm của tôi đó. Đúng là tên du tăng thôi lỗ. Xin tá túc qua đêm mà thái độ đó quả thực không ai muốn cho hắn vào Thế là hắn chột dạ Có vẻ hắn sợ nắm đấm của em nên vái lạy lễ phép Sau đó hắn muốn xin vào gặp anh để nói lời từ biệt Nhà sư anh lắc đầu và lăn ra cười ngất Chỉ bằng im lặng mà hai nhà sư đã tránh được cuộc ẩu đả Sư em học được chữ nhẫn Du tăng học được trí Sư anh học được minh Quả là nhất cử tứ đắc Một hành động thu được bốn lợi ích Cảnh giới im lặng là vàng ý chỉ là đây 5. Mục tiêu cuộc đời mỗi người không gì khác ngoài thấu hiểu chính mình và tìm thấy con đường chính mình. Những người lựa chọn sự cô độc một mình, ngoài khả năng quay vào bên trong, thấu hiểu rõ bản thân, họ còn đạt được sự giác ngộ tâm linh thông qua con đường khám phá bản thân, một cuộc hành trình được thực hiện tốt nhất trong sự tĩnh lặng của sự cô độc. Họ dành phần lớn thời gian của đời mình để đi sâu vào chiều sâu tâm trí, tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân cũng như cách vận hành của vũ trụ việc thực hành cô độc đã được chứng minh bởi những ví dụ lịch sử không phải bởi sự sợ hãi hay có xu hướng chống đối lại xã hội thay vào đó là một sự lựa chọn có chủ ý để lùi lại thế giới bên ngoài bước vào thế giới nội tâm bên trong chúng ta có thể đối mặt với suy nghĩ của mình hiểu được cảm xúc của mình sự cô độc sẽ giúp bạn yên tĩnh và lắng nghe được tiếng nói bên trong mình để hiểu những mong muốn sâu sắc nhất của bản thân từ đó bạn có thể điều chỉnh lại cuộc sống phù hợp với con người thật của mình điều này dẫn đến một cuộc sống trọn vẹn và chân thực hơn sống hài hòa với những giá trị và niềm tin sâu thẳm nhất thế giới ngày nay có rất nhiều sự hiểu lầm về sự cô đơn và những người tìm kiếm nó nhưng hãy quay lại với lịch sử vào thời mà chưa có nhiều công nghệ xâm chiếm cuộc sống chúng ta mọi người có nhiều thời gian quay vào bên trong và lựa chọn cách sống độc hành như một cách rèn luyện bản thân tốt nhất hầu hết những vị thánh nhân bậc giác ngộ các nhà khoa học đều là những người thích độc hành một mình họ theo đuổi con đường thiền định cầu nguyện và phát triển tâm linh, và hầu như những người như vậy lựa chọn sự cô độc không phải để trốn tránh xã hội, mà làm cho bản thân kết nối sâu sắc hơn với con đường tâm linh. Trước hòa hợp được với chính mình, sau mới biết cách hòa hợp với người khác, từ đó họ lại có khả năng ảnh hưởng đến nhiều người trong nhiều thế hệ, đó là lý do tại sao những người thông minh thường thích ở một mình. Ngày xưa ngày xưa, có một vị cư sĩ đang tránh mưa dưới mái hiên, nhìn thấy một thiền sư đang cầm dù đi ngang qua. Ngay khi ấy, ông liền gọi thiền sư là để độ khắp chúng sanh, con xin đi nhờ một quãng đường được không? Thiền sư liền nói, ta đang ở trong mưa, còn ông ở dưới mái hiên, không có mưa, vậy ông chẳng cần ta độ. Vị cư sĩ nghe vậy liền chạy ra khỏi mái hiên đứng dưới mưa, ông nói, vậy giờ con đang ở dưới mưa, con có thể được độ rồi chứ? Thiền sư lại trả lời, ta đang ở dưới mưa, ông cũng ở dưới mưa. Ta không bị mưa ướt bởi vì ta có dù, ông bị mưa ướt do bởi vì ông không có dù bởi vậy chẳng phải ta có khả năng độ ai, mà do dù độ ta, ông nếu muốn được độ, chẳng cần nhờ đến ta, xin hãy tìm dù tự che đi nhé." Sau đó thiền sư đi mất, vị cư sĩ nghe vậy liền lặng im không nói được một câu. Câu nói trên của thiền sư ý nói rằng, chính mình tự lo tốt cho thân mình, chuẩn bị dù thì sẽ không bị mưa ướt. Nếu biết chính mình có chân như Phật tánh, thì sẽ không lệ thuộc vào người khác hóa độ cho. Trời mưa không mang dù, lại dựa vào người khác có thể giúp mình, bởi thói ý lại lười biếng nên không biết tự dựa vào chính mình, kho báu của bản thân không tự biết khai thác, chỉ mong cầu dựa vào tài sản người khác, đó là thói xấu nên từ bỏ. Thiền sư mượn cây dù của mình tự che cho mình, ý nói tự tánh tự độ, tất cả mọi việc phải cầu nơi chính mình, đến khi không có khả năng mới cầu đến sự giúp đỡ của người khác. Thiền sư tuy nói lời từ chối phủ phàng với vị cư sĩ, nhưng đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho những ai có thói ỷ lại vào người khác sự dạy dỗ này xuất phát từ tấm lòng từ bi hiểu người hiểu đời của vị thiền sư có người từng nói nếu một người ngay cả mục đích cuộc đời mình là gì cũng không biết thì người đó rất có thể trở thành một con rối của xã hội mà thôi sáu người thích cô độc một mình có khả năng làm những việc phi thường sau bao thăng trầm của lịch sử rốt cuộc những người được nhớ đến nhiều nhất không phải là những người giỏi thích ứng với xã hội nhất mà những người đem lại giá trị thật của bản thân giúp ích được nhiều cho cộng đồng bởi vậy sứ mệnh chung của mỗi người là chúng ta chỉ nên sống tốt cuộc sống của chính mình phát huy tốt khả năng tiềm ẩn bên trong bản thân và làm cho nó tỏa sáng trang tử cũng từng nói đồng hữu chi nhân thì vi chi quý ý nói rằng người biết ở một mình sẽ trở thành người xuất chúng đồng hữu ở đây ý nói sự tự do tự tại hài hòa bản thân hoàn thiện bản thân nếu ai có thể chiến thắng được bản thân vượt qua được những cán rỗ của bản thân người đó có thể chiến thắng được tất cả những người thích sống một mình lựa chọn con đường cô độc ít quan tâm người khác nghĩ gì về bản thân họ hiểu rất rõ bản thân mình cần gì từ đó không bị đám đông lôi kéo vào thời nhà tống có một cư sĩ tên là tông viên tới nhận chức huyện lệnh ở châu qua giang bắc nay thuộc tỉnh giang tô an huy trung quốc vì huyện lệnh này rất thích học đạo tu thiền được biết ở gần đó có một ngôi chùa kim sơn có vị trụ trì nổi tiếng tài trí hơn người, cách chỗ ông một con sông, nên ông thường đi qua sông tới chùa để luận đạo với vị thiền sư trụ trì ngôi chùa đó. Một hôm tông viên tự thấy công phu thiền của mình có tiến bộ, ông đã làm một bài thơ, sau đó sai người hầu của mình qua sông mang cho thiền sư trụ trì xem. Bài thơ được viết như sau: Cúi lạy trời Phật, hào quang chiếu đại thiên, tám gió thổi chẳng động, ngồi yên dưới đài sen. Chú thích: Tám gió ở đây ý chỉ cho tám hoàn cảnh cuộc sống mọi người thường gặp là khen, chê, hủy bán, ca tụng, lợi lộc, bất hạnh, khổ, vui, ảnh hưởng đến tâm trạng và cảm xúc mỗi người. Vị sư trụ trì sau khi đọc bài thơ xong liền cầm bút viết hai chữ phê bình và đưa cho người hầu huyện lệnh mang thơ về. Tông viên cầm lại bức thư thầm nghĩ, thiền sư sẽ khen ngợi cảnh giới ngộ đạo của mình. Ông háo hức mở ra xem lời phê bình của thiền sư. Nhưng trái ngược hoàn toàn ý muốn của ông, sau khi mở tờ giấy ra, thiền sư chỉ viết vọn vẹn hai chữ to tướng là Hạ Phong, có nghĩa là đánh rắm. Ông đã không kiềm chế được cơn giận dữ của mình, liền sai người hầu chuẩn bị xe ngựa đi đến bến phà, qua sông tới chùa Kim Sơn gặp vị sư trụ trì. Khi thuyền qua sông sắp đến chùa Kim Sơn, vị thiền sư trụ trì đã sớm đứng đợi tông viên ở bờ sông bên này. Tông viên vừa thấy thiền sư liền hỗn hển nói: "Thiền sư, chúng ta là bạn đạo rất thân mật, thơ của tôi, sự tu hành của tôi ngài không khen ngợi thì thôi, cớ sao lại nhục mạ người ta quá đáng như thế?" thiền sư vẫn điềm nhiên giả vờ như không biết chuyện gì liền hỏi nhục mạ ông như thế nào tông viên giơ hai chữ đánh trắm trong tờ giấy phê bình thơ của thiền sư cho ông ấy xem thiền sư cười ha hả nói à ông chẳng phải nói trong thơ là tám gió thổi chẳng động sao cớ sao chỉ có chút hơi đánh trắm mà ông đã bay từ bờ sông xa tít bên kia sang tận bờ sông bên này rồi tông viên nghe xong xấu hổ không nói được gì bởi vậy nội lực tu tập của mỗi người chẳng phải để đem ra bàn luận suông mà phải bằng công phu tu tập thực chứng mới đạt được cảnh giới cao khiến tám gió thổi chẳng động video này mình xin tạm dừng tại đây cảm ơn bạn đã xem nếu thấy video này hữu ích đừng quên ấn like share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé kênh có nút cảm ơn nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo